Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tô Đi Phong Cuộc Sống Châu Phi. Chiều nay thì là bạn Aloe là bạn chặt cái cây các bạn. Mày nó cũng đổ trong nhà. Bạn Mau Leo là bạn chặt cái cây đi nè, mình sẽ làm cái chuồng gà chỗ này. No. Así de sal ni sobra. Mas qual é essa aqui? Sim. Còn một cái cây này là mình để lại đấy các bạn, để cho nó mát, cái khu này nó mát. Bị chặt mỗi cây kia thì mình sợ nó vài mùa bão nó đổ nên là mình chặt nó đi. Tại vì là các bạn nhìn cái phần trước gốc này của nó là nó mục hết rồi. Còn cái cây trên kia nữa thì sau này cái chuồng gà là các bạn sẽ xây ở đây. Còn phần dưới này thì là các bạn vẫn đang đào đất, đào lấy đất cho nó sâu xuống để sau này chỗ này nó có nước để đựng nước ở đây. Bây giờ là các bạn đào cũng rất là sâu rồi, còn một đoạn nữa là xong thôi. Đất này thì mình sử dụng để san cái nền mặt sân đi, là Mali nhù, còn bạn trên kia là bạn Manuel. Depois quero falar, malinho e foi, ah. Sim. Ah, tu tem que sair lá, Tânia, porque você passa a parte toda. Còn trên này là... Còn trên này là bạn can lụt. Từ tháng giờ là các bạn ấy chát được một bức đây các bạn, tại vì là bạn ca lụt là bạn ấy chát, còn bạn đu đi vào đủ là bạn ấy phụ. Bạn nêu thì ngày hôm nay ốm không đi làm được, bạn đang ốm. Gian nhà này thì là các bạn ấy chát được một nửa bức ngoài này, một bức bên này nó bốc hồi đấy các bạn, còn phần đằng trước thì vẫn chưa làm được. Còn hôm vừa rồi là bạn nêu là bạn ấy chặt những cái thanh trống này và đóng đinh 10 chạy dọc từ trên này xuống dưới kia để cho nó đỡ cái mái đằng trước đấy các bạn. Còn phần sân thì vẫn chưa làm xong. Trong gian nhà thì các bạn ấy cũng đã chát xong rồi. Đây là gian nhà của bạn Leo. Gian nhà bạn Leo. Không biết này, bạn ấy vẩy ở ngoài kia. Chắc ngày hôm nay đây. Hôm nay các bạn vẩy vữa, vẩy vữa tí các bạn phải vào các bạn ấy xoa đi. Tại vì bức ngoài kia là các bạn ấy vẩy ở phần trên đỉnh khi mà nó bắn vào. Nó bắn xuyên vào trong này đấy các bạn. Đấy, có rất là nhiều khán giả để lại bình luận ở dưới này. Ngôi nhà này các bạn ấy phải xây chắc chắn, thì là sau khi làm cửa sổ xong thì là mình cũng đã mua cái sắt xoắn là để cho các bạn ấy làm then cửa. Thì chuồng gà sẽ nằm ở bên kia, bên chỗ các bạn đang chặt cái cây gỗ kia, thì sau này bạn nêu ngủ đây thì còn trông được gà. Từ đây ra kia khoảng tầm 10 m, 10 đến 15 m thì các bạn. Ok. Còn toàn bộ phần trên này các bạn ấy vẫn chưa làm xong. Phần trên này các bạn ấy phải nhét những cái viên gạch hoặc là những cái viên đá nhỏ nhỏ vào, xong các bạn ấy vẩy vữa lên xây cho nó bằng cái thanh gỗ trên. Còn bây giờ sang cái gian nhà kho các bạn. Nhà kho này thì các bạn cũng đã chát. Bên này cũng để xong.
chỗ này vào là mình để xong đi các bạn, mình đóng cửa sổ vào. Cũng rất nhiều khán giả đây, đây là comment để bọn mình phải làm cửa sổ to. Đây là cái nhà đất mình không dám để cửa sổ to, sợ nó sau này nó lứt tường, thì mình đã làm cửa sổ như nó vừa này thôi. Một gian một cửa chính và một cửa sổ, tại vì là gian phòng này nó cũng nhỏ, nó không to lắm. Phần trên bức này là bạn ấy chát cuối cùng. Hôm nay là xi bắt đầu khô đấy các bạn. Kể cả cửa chính cũng vậy đấy các bạn. Cửa chính thì mình cũng làm như vậy thôi, chứ không bé quá cũng không to quá. Vừa tầm như vậy là vừa tầm đấy các bạn. Để cho cái nhà này nó chắc hơn, nó vững nó chắc. Các bạn lêu là bạn nên cho những cái thanh gỗ kia lên để chống, để cho nó đỡ bị lặng cái phần trước đấy các bạn. Lặng cái phần trước mà nó đỡ bị giật. Khi có bão nó không giật bung lên. Ngôi nhà này các bạn ấy chát là tổng hết 15 bao xi rồi các bạn. 15 bao xi rồi. Đến ngày hôm nay. Ca lụt thì là bạn ấy sinh nhật là bạn ấy nghỉ. Về Essi Nicolo Piragola. Cái này là bạn vẩy vữa bên ngoài nó bắn vào trong các bạn. Thế bây giờ bạn đôi đi vào đủ là bạn sẽ cạo cái đấy đi cho nó sạch, nhìn nó đẹp. Không thì sau này nó khô vữa là nó chết xi, là không cậy ra mà nhìn được tường sẽ xấu. Tao không? Xin xin. Như thì là dính đầy vữa này. Ok, xin bông bonito. Ở góc bên này là bạn Manuel là đang chặt cái cây ngắn đi, tại vì là cái cây này đang nằm trong chuồng gà các bạn vừa đo rồi. Bạn đo xong là các bạn sẽ căng dây đào cái móng nhà, đào móng nhà xong là ở đây đất nó đất ở đây đất nó rất là mềm đấy các bạn. Đất nó mềm, nó không như các chỗ khác. Ở dưới nó không là lên đá. Lên đá rất là sâu. Thì về mùa mưa cái đất chỗ này nó sẽ rất là mềm, nên là mình sẽ đi để cho các bạn ấy đi nhặt những cái viên đá về để cho những cái móng nhà, cho móng nhà này. Ở đây thì là đá nó chỉ có loại đá nhỏ thôi, thì lên trên đỉnh đồi kia các bạn ấy sẽ vận chuyển về đây để làm móng ở đây. Cũng là chuồng gà nhưng mà sau này mà nó lất ra mà nó đổ là xây lại cũng rất là mệt, xây lại mất rất là nhiều thời gian, nên là mình các bạn làm móng bằng đá, đá nhỏ, không ở đây không có đá to thì có đá nhỏ thì mình dùng đá nhỏ. Còn bây giờ mình ra chỗ bạn Massimo, bạn Massimo là đang sửa lại đường. Sân ở đây ngày mai này mình sẽ cho các bạn làm. Các bạn đào đất chỗ kia là chắc là đủ cho san ở đây thôi.
chỗ rãnh nước này các bạn sửa từ ngày hôm qua. Dạ. Ok. Ok, tá bom. Sim, tô me ensinando assim. Eu sei. Agora sẽ duro. Ok. Toàn bộ chỗ này là các bạn đắp lại đi các bạn. Sửa lại cho nó vuông vắn cái đường, sau này về mùa mưa mình đi lại là chở thức ăn vào cho các bạn thì nó đi vào mới dễ, chứ không thì đường nó sẽ bị trơn trượt. Còn chỗ này là những cái ổ chuột ngày xưa đi các bạn. Nước ở trên chỗ nhà Antono chảy qua, các bạn đắp mấy cái ruộng ở trên kia nhưng mà đắp được là không giữ được, nó ngấm hết xuống dưới này. Dạ. Yeah. Ok. Ok, buli tu á. Ok. Dạ, yeah, habit du vai la casa Antonio. Tá bom, tá bom. Dìa hai bên đường này thì hôm vừa rồi là hai Quy cũng đã trồng một ít xả để mình trồng một cái dìa này, sau này cho nó đỡ có cỏ nó mọc các bạn. Những dìa này để thứ nhất là nó giữ đất, nó không sạt đất nữa. Mình sẽ trồng ít xả dọc từ đây xuống dưới kia, xuống dưới đến nhà dưới kia là bằng xả, trồng xả cho nó đẹp. Levar uma katana. Eu tô de fã. Eu. Dạ, habit du. Hôm sau mai đến mua tụt vai la. Vai buscar xả la. Dạ. Đây là cái cầu này các bạn ấy đặt toàn bộ những cây gỗ to đấy các bạn. Đặt những cây gỗ to vào để làm, để mình đi xe máy vào được. Ngày bạn mở rộng ra một tí nữa là cái xe ba gác là sẽ chuyển được vào, là đi vào trong này. Xe ba gác đi vào trong đây, các bạn thu hoạch cái gì là để luôn lên cho nó gần. Đất này là các bạn ấy lấy từ trên nhà bạn Antonio ấy. Ai tao là sinh ấy, và là bông buni tu là sinh. Và là sinh bông. Sim, sim. Você continua mesmo. Ok. Bạn mà xe nù bạn ấy làm rất là cẩn thận đấy. Phát dây kìa. Si ra lô tay. Já acabou? Sim, já acabou. Lá do fazer casal a galinha tem? Ah, tá bem. Tchau, acabando, Francisco. Bạn ấy đang lấy những cái mùn cưa ở trên kia đấy các bạn. Hôm vừa rồi là hai Quy là xin được ít mùn cưa là để trên kia rồi. Thì hôm nay là di chuyển để cho dưới đất khu dưới này. Khu dưới này đất nó rất là xấu. À, các bạn ấy cũng đã phải đi lấy một ít cho về. Cho thì các bạn ấy đang bỏ trên đấy hết rồi. Outro lado tem Cira. Lado entrar lá do que? Aí tem muito espaço. Mảnh đất này nó xấu quá, trồng ngô nó không lên được các bạn. Mình đang đổ đất, đang đổ những cái mùn cưa vào xong các bạn ấy xới lên. Xới lên để một thời gian thì mình sẽ trồng ở đây. Mùn cưa nó giải lên một lần này, các bạn cuốc một lần rồi xong giải lên xong rồi lại cuốc lại một lần để cho nó trộn vào với đất để cho nó nhanh mục. Còn ở bên này là các bạn cũng đã trồng thêm được một ít rau củ cải rồi. Còn vợ bạn nêu thì đang ở dưới kia đấy các bạn, đang nhổ cỏ. Hai vợ chồng là nghỉ ngày hôm qua là về phố. À, hôm nay là bạn vợ bạn là được mấy luống? 1 2 3 4 5 luống. 5 6 luống các bạn. Ngày hôm nay là 6 luống. Đây cái SFO nhà bà tiểu Bruca. Não sei. Uma bué. Canh tí đã. Chết rồi, dê rồi, dê nhà Antonio rồi. Escabrito. Tá mẹ ali.
cabrito come aki cabrito nene yoga hả, hay là con của bạn nghịch. Đây đúng là dê ăn rồi đấy các bạn, dê vào phá mất một mảnh vườn chỗ này rồi. Chỗ này là nhiều cỏ lắm đấy các bạn, nhiều cỏ, các bạn phải dùng cái cuốc xới kia để xới cỏ lên, xong rồi là sẽ nhặt gọn để vào một góc. Esi tipu esi esi data fora no de saki esi mesi za monya esi enino mohe so de salanxi ma eni seka mohe de sa fora no de sa vala ili ke semai novu terminai de novu no tobong tipu so tipu esi quốc da fora. Depois eu nino que se mais aqui. À, còn bây giờ thì mình sẽ đi cùng với bạn Marcelo đi lấy xả về để trồng rìa cái rãnh kia, cái đường đi vào đi các bạn. Còn cái mảnh ruộng su hào này vẫn đang phát triển rất tốt đấy các bạn. Các bạn ấy chủ yếu là tưới vào buổi sáng thôi. Cỏ thì mọc rất là nhanh các bạn. Làm không cả kịp đâu các bạn. Fica bông lê lê á. Mình đứng ở đây là con bạn ấy ngồi dưới rãnh không nhìn thấy gì. Bây giờ cái củ su hào này, cây su hào nó mọc cao lắm rồi các bạn. Còn ở đây góc đằng này là dê ăn rồi. Dê sao lại đi xuống đây, vòng từ trên kia xuống dưới này. Chắc là cháu Maxi không trông rồi. Cả mấy cái ngô nữa. Chỗ này là toàn bộ là những cái tấm gỗ ngày xưa là cắt ra đây. Bạn làm cái cầu chỗ này thì vì nước là bạn nhà Antonio là vẫn tháo sang cái ruộng bên này, là vẫn phải cần một cái máng nước. Mình đổ nó cao lên như này là đến mùa mưa nó ẩm. Chỗ này là rất là ẩm đấy các bạn. Hai bên này mình cũng trồng cho cả trồng xả và cho nó kín để cỏ nó đỡ lên. Ok các bạn nhá. Mình đang có mặt ở nhà bạn Antonio, nhà cũ, bên nhà cũ đấy các bạn. Là hai bên này là xả, là đến mùa này mùa khô, các bạn đã biết là ở châu Phi, ở Angola để về mùa khô là toàn bộ là cỏ là chết hết rồi. Đấy, chỉ còn những cây nào mà mọc rễ nó sâu một chút thì nó còn sống thôi. Thì cũng như là cái cây xả cũng vậy, nếu mà nhà bạn Antonio sau này không ở bên này nữa mà không có ai trông coi thì là xả nó cũng chết đấy các bạn. Hôm nay mình cũng đã tỉa đi một ít, hôm nay mình sẽ tỉa đi một ít để cầm sang bên kia để trồng, để lấy giống. Aquí, tira, sí. Tira ese. Sí, turu. No turu, acá turu, de esa huma, ni que se. Ah, también. Novo. Sí. Tira grande. Sí. De esa huma, grau. Es 3 grau. No, acá turu. Thì bạn Masinu là một cái khóm này là bạn sẽ tỉa ra để lại một vài nhánh để lại thôi. Sinh de esa sinh thôi. De esa sinh ni que se mai novo. Tá bom. Nagula agora tira metade. Bạn sẽ chia đào ra và sẽ lấy từng khóm một. Nó cũng đã già lắm rồi đây các bạn. Xả củ to đẹp. À, các bạn sẽ tách ra từng nhánh một như này và sẽ cắm, dùng cái cây cắm và đưa xuống, các bạn ấy tưới nước hàng ngày để cho giữ giống, chứ không thì nó mà khô là nó cũng chết đấy các bạn. Trồng để cho nó đẹp. Còn sau này mà có khách hàng mua thì mình có cái để bán đi các bạn. Xả. Nên cả sau này mà có nấu món gì ăn mà liên quan đến xả thì mình cũng có xả để sinh xê ca. Tai uất tru. Sau này mà có hấp cá này, hoặc là xào cái gì cần sử dụng đến cái cây xả thì mình sẽ sử dụng cây xả để hướng dẫn các bạn Angola, các bạn ấy được trải nghiệm và để ăn, để biết được cái mùi vị cái cây xả như nào. Còn cây xả thì các bạn ấy ở bên này thì là thường là lấy cái lá thôi làm trà đấy các bạn, làm trà.
thay cà phê. Đấy là gia đình nhà Lào mà người ta thích uống trà xả hoặc là trà cà phê. Hàng ca đẹp và ga sô, nô nề giá mau. Si. Dạ, để sắp thêm tí kì. Để sao đi đẩy ta. À xin nhau, đẩy ta. Wow, nhiều quá đấy các bạn. Ok, ta bong. Còn bây giờ mình sẽ quay trở lại với trang trại cùng mấy bạn bác xe lên lùi. Tương đây là đủ rồi, cái này là khả năng là nhiều đấy các bạn. Không biết là chồng có hết không? Mà tao xem ta. Ok. Quạt đa kì. Quạt đa anh đi mồ nha. Anh đi nâu mồ hê. Số tí đấy sẽ kita đi rồi. Vâng. Đang đi trên đường thì là bị rơi đấy các bạn. Bạn ấy vác từ chỗ cửa cái cổng trên kia xuống dưới này. Bây giờ là các bạn ấy sẽ phải chặt ra, chặt cái lá ra để cái ngọn thôi mới gốc là chồng thôi. Ê xì á. Ok. Nâu câu mà. Quạt đa kì. Si. Planta esse. É mesmo. Planta aqui. Planta aqui. Sim. O tamanho é para aqui uma. Ok. Aí uma. 40, uma. dois parmos. Sim. Ok. Ok, assim. Tá bom. Andar aí outro meio. Sim. Ah, o partir daqui. Sim. Plantar mais lá embaixo aqui. Aqui plantar outro meio. Aqui. Plantar aqui. Sim. Andar assim. Ok. Até lá. Tá bom. Bạn ấy đang trồng rồi. Trồng cứ dọc hai bên cái rìa này các bạn. Sau này nó tạo thành quang cảnh nó đẹp. Thành con đường đi vào. Hai bên nó là xả. Sau này mà nó tốt, mà nó khóm nó to thì lại phải tỉa đi trồng lại đấy các bạn. Hoặc là sẽ tỉa vậy đi. Já? Já. Já tudo. Amanhã fazer massa. Amanhã fazer massa lá em cima. Ok. Até. Còn khu vườn rau thì các bạn ấy tưới vào chiều mai. Cũng có khán giả để comment hướng dẫn mình thử tỉa một cây xem nào hoa nó có lên không. Hoa nó có lên đẹp không. Đang thò hoa rồi các bạn này. Còn bên này là ngô là bắt đầu là ra bắp rồi các bạn. Bắt đầu có bắp rồi. Hôm nay là các bạn xuống suối là chát được xong ngôi nhà trong. Chát xong ở mặt trong. Còn mặt ngoài là các bạn đang chát. Một số bạn đang quy cúc đất và đi dọn cỏ. Có lẽ các bạn cho mình được kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Sắp chuẩn bị mùa mưa nên là mình đang trồng một số cây để mùa mưa nó lên. Với cả con đường thì mình cũng đang phải sửa lại.